xin chào tất cả các em đã quay trở lại với kênh YouTube của anh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lái xe, nhưng mà bây giờ là xe container các em ha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nào. Để nhận được những cái thông báo mới nhất từ kênh của anh thì các em hãy đăng ký kênh và click vào cái chung ở bên cạnh các em ha. Ok, bắt đầu thôi. You à, ok ok, bây giờ mình sẽ chạy qua bên này, mình lấy cái thùng hàng các em ha. Ok, mình sẽ thay đổi góc nhìn này. Ok, mình sẽ lưu này. Rồi mình trả số da này, đấy mình kéo cái cần này là sẽ ra số da các em ha. Khó quá. Ok, nhưng mà rất khó đi. Chúng ta chạy tới lại đây. Đấy, chúng ta chạy tới. Rồi chúng ta sẽ về vào đây. Ok, cái game này ok đó các em ạ. Lúc sáng thì mình đi xe khách, bây giờ chúng ta sẽ đi xe container các em ha. Thùng container thì là rất ok rồi, rất là khó về vào vị trí luôn các em ạ. Chúng ta chạy tới lại này. Ok, chúng ta sẽ lui lại. Nhầm rồi. Rồi ok, bây giờ chúng ta đã gài được cái thùng vào. Let's get started. Drive safe. Ok, nó bảo là mình right hand là rẽ ra ngoài đường đó các em ạ. Anh đoán là như thế thôi. Để ra đường mà, để ra đường đấy. Mình sẽ chọn cái này để ra đường ha. Turn left. Bây giờ chúng ta ra đường này. Rồi chúng ta chạy ra thôi. Rất là khó. Giờ lui đoạn dài đi. Turn left à? Turn right mà, nó bảo là turn right mà. Rẽ trái các bạn. Các em, turn right là rẽ trái đấy. Ok, bây giờ chúng ta rẽ trái vào đây ha. Chạy đây này. 60 km/h đấy các em ạ. You start. Cái gì đã bắt đầu đó. Từ mình dừng lại ha, mình dừng lại đây. À, có nghĩa là nút D đó các em ạ. Nó hướng dẫn mình cho mình bấm vào cái nút D để mình khởi động cơ ấy các em. Mình mới chạy được. Cái bộ đàm này. I'm not driving fast, just flying low. À. Continue straight. Vận tốc của chúng ta là 61 km/h các em ạ. Bây giờ mình đổi góc nhìn thử. Quá chất lượng luôn ạ. Ok, bây giờ chúng ta đang ở cabin nè. Đấy. Container thì không thể nào mà nhìn về phía sau lưng được các em ha. Chúng ta chỉ nhìn qua bên trái bên phải và thẳng thôi. Phía sau lưng là khó nhìn lắm, tại vì nó khuất bởi cái cụm container rồi. Turn left. Turn left về trái các em ạ. À.
turn left đi rẽ trái này. Rồi chúng ta đã lên cao tốc rồi các em ạ. Chạy nhanh thôi. Cái này trước đầu xe các em mình rồi. Đấy. Đấy, đây là nhìn toàn bộ cái khung xe các em ha. Bây giờ chúng ta thắng lại nè, chúng ta đổi góc quay nè. Đây, cái góc này là camera 360 độ các em này. Chúng ta đang dừng giữa đường luôn các em ạ. Chúng ta đang dừng giữa đường luôn đấy. Wow, thấy xịn sò chưa? Ok, let's go thôi. Đấy. Chỉ cho các em nhìn như thế thôi ha. Rồi chúng ta chạy nào. Đây, chúng ta bấm còi thế ha. Chúng ta bấm còi tới trong này nó kêu như nào. À, kêu dở quá các em ạ. Phía trước đang có một cái xe cẩu đang làm việc này, ok, chúng ta sẽ dừng lại ha. Chúng ta đi chậm ha. À, nhìn nhìn bên cái đường này là chúng ta chưa đụng rào mà các em. Rất là chuyên nghiệp luôn đó các em ạ, game này rất hay. Chúng ta xin nhanh qua phải này. Chạy vào cái đường nó mất hết hư xe các em ạ. Hình như thế, cái cây xanh nó tụt hơn nửa cây rồi các em. Cây xanh nó tụt hơn nửa cây rồi. Lại có công trình nữa, chúng ta phải đi chậm vào đấy. Khó quá, không quá đi thôi. Chúng ta để đúng lên giữa luôn nè. Sao phí. Mình dừng lại ha. Rồi mình giao lưu này. Phía sau hình như có ai á. Ok, mình sẽ rẽ vào ha. Thì sao mình có chiếc ô tô cho nên là mình không vào được. Mình sẽ chạy vào đây mình sửa xe các em ha. Đây gần hư rồi, chúng ta chạy vô đó. Thôi chạy luôn đi, chạy luôn đi. Cái thằng xe con nó ở sau đít mình lui nó cắn nó kêu ấy. Cái cảm biến xe đó các em nó kêu. Chúng ta còn 1 phút 12 giây nữa để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi. Run out of gas.
Đoạn ngõ 3 này chúng ta phải rẽ các em. Exit right. Khó quá các em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đánh lái trước và chúng ta rẽ sau. Chúng ta đã lắm phần đường của người ta rồi, bây giờ chúng ta phải về lên thôi. Phía trước sương quá mù nên là chúng ta không thể lắm đường, vẫn làm được. Continue straight. Đôi khi mình bấm vào cái rãi đó các em, nó không an được các em ạ. Continue straight. Má thì cái chân vừa tới nơi thì đèn xanh, vừa tới nơi thì đèn đỏ, má nó cay thế chứ đâu. Continue straight. Turn left. À, cái đó là xăng đó các em ạ. Hai cục xăng đó. Má cái thằng đó. Thằng nó đi ngược chiều nữa các em này. Xe con nó đi ngược chiều nó mới khổ vậy lại. Turn right. Turn right nè, trái phải nè các em. Ây da. Chúng ta vào sửa cái xe mà trời đã tốc rồi. Ta âm thời gian rồi. Đèn đỏ nè. Continue straight. Cái đó mà mình chạy tới luôn là coi như là mình sẽ bị nấc 50 đô đó. Bị phạt 50 đô đấy các em ạ. Turn right. Cái này là sao? Mua à không các bạn ơi? Trở lại.
cho lùi. Chạy tới. Bên phải. Hả? Tôi về lùi lại này. Sao nó cứ chạy quằn 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 thế nhỉ? Đó là ở xe sai các bạn. Parking here. Ta tới đã, ta tới xem sao. Ok dừng. À, nó đang tính tiền cho mình nè, mình được bao nhiêu tiền ha. À, mình vẫn còn lãi 2364 đâu. À. Ok, video đến đây là hết các em ha. Nếu các em thấy hay thì hãy đăng ký kênh và để lại một like các em ha, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận thông báo mới nhất khi anh ra video các em ha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ha.